Xin chào các bạn, cho đến nay cuốn sách Marco Polo Du Ký vẫn được nhiều nhà nghiên cứu lịch sử châu Âu coi là căn bản trong hành trình thám hiểm cũng như mở mang kiến thức về phương Đông của người phương Tây cách đây hàng trăm năm. Tuy nhiên, đằng sau cuốn sách và những điều lý thú mà Marco Polo trải qua vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, cũng giống như cuộc đời của ông. Đây là bài viết của tác giả Minh Anh đã được tóm lược lại. Marco Polo được công nhận là nhà du lịch có công khai phá tri thức về phương Đông, góp phần cống hiến to lớn cho cuộc giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc, Italia và các nước phương Tây. Cuốn sách Marco Polo Du Ký của ông đã có ảnh hưởng to lớn ở phương Tây, được coi là đệ nhất kỳ thư của thế giới. Cuốn sách này giới thiệu nền văn hóa phương Đông, mở ra một thế giới hoàn toàn mới với người phương Tây. Nó đã góp phần gây tiếng vang toàn Italia, nhanh chóng lan rộng khắp châu Âu. Marco Polo sinh năm 1254 trong một gia đình buôn bán ở Venice. Venice bây giờ đã rất nổi tiếng rồi, và thời bấy giờ, Venice còn được gọi là Hòn Ngọc, nằm trên bờ phía bắc của biển Adriatic. Thành phố này bắt đầu từ thế kỷ thứ 9 đã được coi là nơi hoạt động thương mại phồn vinh. Đến cuối thế kỷ thứ 10, Venice trở thành một thành phố thương nghiệp phát triển, chính quyền do các thương nhân quý tộc nắm giữ. Gần như hầu hết người sống tại thành phố Venice đều lấy nghề buôn bán để mưu sinh. Tầng lớp quý tộc ở đây cũng vậy, và bắt đầu từ thế kỷ thứ 12. Việc kinh doanh mậu dịch trung gian tại Venice càng trở nên phồn thịnh. Nó không chỉ là một trung tâm vận tải biển số 1 trong khu vực, mà còn tập trung và phân phối tất cả các loại hàng hóa từ phương Đông đến các nước phương Tây. Nó trở thành tâm điểm về mặt mậu dịch giữa Đông và Tây. Ngay từ nhỏ, Marco Polo đã chịu sự hun đúc của ngành kinh doanh thương mại và hàng hải rất sâu sắc. Từ thời Marco Polo còn nằm nôi, người cha và người chú của ông đã mang theo đá quý bôn ba khắp xứ xa xôi để trao đổi, buôn bán. Họ từng có ý định mở ra một con đường thương mại sang tận nước Nga, nhưng do cuộc chiến xảy ra vào nửa sau thế kỷ 13 đã khiến cho họ không thể trở về quê hương theo con đường cũ, phải tiếp tục đi về phía đông, đến thành phố của Hãn Quốc là Sát Hợp Đài và ở lại đó 3 năm. Trong thời gian này, họ may mắn được gặp sứ thần của Đại Hãn Mông Cổ Hốt Tất Liệt phái sang để làm nhiệm vụ. Vị sứ thần này đã nhiệt tình mời họ cùng đi ra mắt Đại Hãn. Từ trước tới nay, Hốt Tất Liệt chưa bao giờ gặp người Italia, nên nhà vua đã tỏ ra rất trọng thị. Ông luôn hỏi thăm về tình hình của thế giới phương Tây, đồng thời ủy nhiệm họ làm đại sứ đặc biệt cho Mông Cổ đến thăm giáo hoàng. Ngoài ra, còn xin giáo hoàng phái đến Mông Cổ 100 giáo sĩ cơ đốc, những người am hiểu các ngành nghề, đồng thời truyền bá rộng rãi giáo lý của cơ đốc giáo. Đại Hãn còn tha thiết mong họ sẽ trở lại để báo cáo tình hình và nhờ họ trên đường đi ghé lại Jerusalem lấy một ít dầu thánh trong chiếc đèn trường Minh Đăng. Năm 1271, khi Marco Polo 17 tuổi, cha Niccolo và chú Maffeo đã dẫn Marco và mười mấy người bạn đi tới Trung Quốc. Họ xuất phát từ Venice. Sau những ngày tháng bôn ba, đoàn người đã đến được Tân Cương và họ vô cùng ngạc nhiên trước cảnh phồn hoa rực rỡ. Khắp nơi, hoa quả hương thơm ngạt ngào, những cánh đồng mênh mông bát ngát. Đoàn người tiếp tục tiến về phía đông. Khi đến thành cổ Đôn Hoàng, họ được chiêm ngưỡng tượng Phật điêu khắc và bức tranh hang động Mặc Cao Đôn Hoàng thuộc tỉnh Cam Túc. Đôn Hoàng là hòn ngọc trên con đường tơ lụa, là một trung tâm nghệ thuật Phật giáo. Những bức tranh hang động ở đây nhiều và dài nhất thế giới. Tiếp đó, đoàn người đã đi qua Ngọc Môn Quan, chiêm ngưỡng Vạn Lý Trường Thành hùng vĩ. Họ lại men theo hành trình đến với Thượng Đô, kinh đô ở phía bắc của nhà Nguyên. Lúc này đã là năm 1275. Cuộc hành trình xuyên Á của đoàn người nhà Polo đã kéo dài gần 4 năm. Cha và chú Polo trình thư và lễ vật lên Hốt Tất Liệt, đồng thời giới thiệu về Marco Polo. Hốt Tất Liệt vô cùng thích chàng thanh niên trẻ tuổi, thông minh, nhanh nhẹn này. Ông ta mời đoàn du hành vào cung, kể lại cuộc hành trình, sau đó dẫn đoàn trở lại Đại Đô, giữ họ ở lại làm quan trong triều đình. Marco Polo giỏi ngôn ngữ nên được làm nhiệm vụ cố vấn ngoại giao cho triều đình. Ông được phái đến các địa phương trong đế quốc và những nước phiên thuộc để chấp hành những chuyện cơ mật. Qua chức vụ đó, Marco Polo có cơ hội tiếp tục cuộc thám hiểm của mình trên những vùng đất mới. Từ năm 1277 đến năm 1280, Marco Polo rời Kinh Thành đến các địa phương như Hà Bắc, Sơn Tây, rồi lần lượt qua sông Hoàng Hà đến vùng Quan Trung, Tần Lĩnh, xuống tận Thành Đô thuộc vùng Tứ Xuyên. Từ đó ông lại đến Kiến Xương, Tây Tạng, lại vượt sông Kim Sa để tới Vân Nam. Từ Vân Nam ông đi Miến Điện và một số quốc gia khác ở Đông Nam Á. Ông tiếp tục đi Hoài An, Dương Châu, Nam Kinh, Tô Châu, Hàng Châu, Phúc Châu, Tuyền Châu. Ông đi khắp các vùng Đông Tây.
Dấu chân của ông đã in ở bên trong lẫn ngoài Trường Thành, phía nam lẫn bắc của Trường Giang. Kết quả của những chuyến hành trình này, ông gửi về cho Đại Hãn nhiều bản báo cáo rất sinh động và lý thú. Điều đó khiến Hốt Tất Liệt hết sức phấn khởi và hào hứng bởi những thông tin hoàn toàn khác biệt so với nội dung của những bản báo cáo vừa khô khan, vừa đơn điệu của các quan địa phương gửi về. Sau này, ông còn đến Ấn Độ và Sri Lanka. Mùa xuân năm 1292, dưới sự ủy nhiệm của Hoàng đế nhà Nguyên, Marco Polo cùng cha và chú hộ tống công chúa nhà Nguyên đến Ba Tư. Nhân dịp này, họ xin trở về quê hương của mình. Những câu chuyện của Marco Polo đã trở thành chủ đề hấp dẫn trước khi có những cuộc phát hiện lớn về địa lý. Marco Polo du ký trở thành kim chỉ nam đối với việc vẽ bản đồ thế giới của người châu Âu, nhất là việc vẽ bản đồ Đông Á và Đông Nam Á. Châu Âu lúc đó còn chưa biết đến nghề in. Mọi người tranh nhau sao chép Marco Polo du ký. Người đọc rất hâm mộ nền văn minh và sự giàu có của phương Đông được đặc tả trong sách. Nhưng phần lớn người châu Âu lúc đó không tin những chuyện Marco Polo kể, bởi những điều này vượt quá tầm nhận thức của phần đông dân chúng lẫn giới tri thức phương Tây bấy giờ. Họ cho rằng nền văn minh cơ đốc là nền văn minh phát triển nhất thế giới. Vì vậy Marco Polo du ký bị coi là chuyện thần thoại hoang đường. Trong tư liệu lịch sử Trung Quốc cũng không hề có sự ghi chép về Marco Polo làm quan. Một người ngoại quốc làm quan ở một nước có nền văn hóa kinh tế phát đạt như Trung Nguyên hồi đó không được ghi lại. Đó là điều nhiều nhà nghiên cứu ngạc nhiên. Năm 1982, một nhà báo có tên là Krulas đã đăng bài Marco Polo đã đến Trung Quốc chưa trên tờ báo The Times. Ông nêu ra những điểm nghi vấn như sau. Thứ nhất, trong sử sách Trung Quốc căn bản, không tìm ra một tư liệu nào chứng minh Marco Polo đã sang Trung Quốc cùng với cha. Thứ hai, các tư liệu thống kê trong sách rất đáng ngờ. Ngay cả gia phả các hoàng đế Mông Cổ cũng ghi chép không rõ ràng. Thứ ba, trà và chữ Hán. Đó là những dấu ấn đậm nét trong nền văn hóa Trung Hoa cũng không hề được Marco Polo nhắc đến. Khi đó, phương pháp in rất tiên tiến với người châu Âu cũng không thể nói đến. Thứ tư, rất nhiều địa danh Trung Quốc trong sách đều dùng cách ghi tiếng Ba Tư. Vì vậy có thể Marco Polo chỉ đến các nước Trung Á. Ông từ đó, qua các buổi nói chuyện về Trung Quốc với các thương nhân Ba Tư đã từng sang Trung Quốc hoặc các bản ghi chép về Trung Quốc để viết tác phẩm của mình, Marco Polo du ký. Cũng có nghiên cứu rằng Marco Polo thực sự đã đi Trung Quốc, song miêu tả trong sách về Trung Quốc của ông phóng đại quá mức. Ví dụ, khi nói về sự giàu có của Trung Quốc, ông viết rằng vàng ở khắp nơi, hương liệu đầy đồng. Điều này có phần hoang đường. Tuy nhiên chúng ta không chỉ dựa vào Marco Polo du ký để phủ nhận việc ông đã đi Trung Quốc hay chưa. Khi nghe kể về chuyện ông nhìn thấy người Trung Quốc khai thác tảng đá đen, tức là than đá, đem về đun, ngọn lửa của loại nhiên liệu này cháy đượm hơn củi, người dân Venice đã cười ầm lên bởi họ cho rằng Marco Polo đã nói khoác. Khi Marco Polo miêu tả một dòng suối, nước chảy ra không phải là nước mà lại là dầu, người Venice càng cười to hơn bởi chuyện lạ này chỉ có thể viết trong những chuyện thần thoại mà thôi. Nhưng khi Marco Polo đưa ra rất nhiều vàng bạc châu báu, họ tròn xoe mắt kinh ngạc và mới tin những gì diễn ra đó là sự thật. Câu hỏi Marco Polo đã đến Trung Quốc hay chưa cho đến nay vẫn là một hoài nghi khiến nhiều nhà nghiên cứu còn chưa tin, hoặc một số khác thì ngờ vực. Nhưng những gì mà Marco Polo du ký mang lại quả thật đã giúp cho thế giới có một cái nhìn hoàn toàn khác về phương Đông.